Dạ, kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Bây giờ cái câu thứ hai của bà đó là khi nào mà chúng tôi có thể thông báo về vấn đề mà làm cái mũi hội thảo mà miễn phí để giúp cho quý vị cao niên để làm cái, những cái giấy ủy quyền về y tế và hậu sự, phải không? Thì tôi vừa mới nói đó là tôi phải chờ tới tuần sau đó thì thành phố Westminster họ mới họp để mà họ có chấp thuận để cho chúng ta mượn cái Civic Center mà community room á, tức là cái phòng kỳ trước tôi có làm á, của thành phố Westminster, để tại cái phòng nó cũng khá lớn thì thường thường đó để mà cho mượn thì họ sẽ tính một cái phí nào đó, thì bây giờ chúng tôi đang xin để thành phố chấp thuận, thì nếu chấp thuận đó thì chúng tôi sẽ cho quý vị biết ngày và giờ, thường sẽ là ngày thứ bảy và sẽ là buổi sáng ngày thứ bảy. Còn nhưng mà cái ngày nhất định á, thì tôi đang chờ thành phố để chấp thuận. Thì chúng ta đang xin có thể thôi, chưa chắc chắn, nhưng mà có thể là hình như là 24 tháng 4 là cái ngày thì mà chúng tôi xin. Nhưng mà chúng ta phải chờ tuần sau để coi thành phố mà cái hội đồng thành phố họ có chấp thuận hay không. Nếu họ chấp thuận thì khi đó chúng tôi sẽ chính thức thông báo ở trên đài cùng quý vị nhé. Cái câu hỏi thứ ba của bà. Dạ dạ thôi đủ rồi, để chờ để nhường cho người khác hỏi luật sư. Ok, cảm ơn luật sư nhiều. Ok bà, dạ chào bà. Hello, dạ chúng tôi nghe đây. Dạ tôi luật sư. Dạ anh muốn hỏi câu hỏi với luật sư anh. Dạ tôi luật sư Liêm, anh có thể đặt câu hỏi. Ồ dạ vâng, em hỏi là trường hợp của em là em có em bé em gái nó qua Mỹ là qua cái gì mà thăm gia đình thôi, là lúc mà nó đi phỏng vấn á là nó nói là nó chỉ qua Mỹ 15 ngày thôi, nhưng mà lúc mà nó qua Mỹ thì nó ở lại được 3 tháng không anh? Ok, nó đã qua rồi chưa? Dạ chưa qua. Ok, nó có thể nói 15 ngày hay bao nhiêu ngày không cần biết, cái quan trọng nhất đó là khi cái đến khẩu của chẳng hạn Los Angeles á, đến khi đến đất Mỹ đó thì đó cái người mà nhân viên di trú á, họ mới có thể cho phép là ở bao nhiêu lâu. Ok, cái việc mà nó xin ở bên Việt Nam đó không có quan trọng bằng cái người, có những trường hợp ở bên Việt Nam có thể cho 6 tháng hay 3 tháng gì đó, đến Mỹ sau khi họ hỏi họ có thể chỉ cho chẳng hạn 1 tháng, là chỉ ở được 1 tháng thôi. Thành ra đó cái quan trọng đó là cái người mà nhân viên di trú sở di trú ngoại kiều ở phi trường của Mỹ đó, họ sẽ quyết định rằng cho cái người em gái của em ở bao lâu. Cái quyết định đó rất là quan trọng. Nếu mà họ ở cho 15 ngày hay 1 tháng hay là 3 tháng thì mình phải ở trong cái thời hạn mà họ cho phép. Nếu mà mình ở quá hạn thì cũng không ai bắt bớ mình hết đó. Nhưng một khi mình đã ở quá hạn rồi thì khi mình trở về sau trong tương lai mình muốn xin trở lại Mỹ đó thì sẽ vô cùng khó khăn. Thì tôi chỉ khuyên là như vậy. Ok. Dạ, cảm ơn em. Dạ, như vậy anh nói là lúc mà nó tới sân bay á, là nó có cho định cái ngày về anh hả? Nó sẽ cho cái ngày về, nó cho phép mình ở lại trong bao lâu. Nha. Ok. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Nhưng mà cái dạ, cho anh hỏi thêm một câu hỏi được không anh? Dạ, được anh. Dạ, nếu mà nó đúng ở đây đúng 15 ngày rồi lúc nó quay lại Việt Nam rồi mai mốt nó đi qua Mỹ lại được không anh? Được chứ, đâu có sao. Thật sự đó, nếu mà lần đầu thì mình đi á mà mình trở về đúng ngày đó, không có ở quá cái thời hạn mà họ cho đó, thì trong tương lai cái việc mình xin á sẽ dễ dàng hơn nhiều lắm. Tại vì khi mình xin đi Mỹ đó thì cái người mà phỏng vấn ở bên tòa đại sứ Mỹ á, cái mà họ muốn biết đó là mình đi Mỹ mình có ý định là ở lại hay không, hay là mình đi rồi mình trở về. Thành ra một khi mình đã đi rồi mình trở về đúng ngày thì cái việc trong tương lai cái việc mình xin đi Mỹ sẽ dễ dàng hơn nhiều lắm. Ok. Dạ. Dạ. Cảm ơn em anh. Hỏi cái chương trình làm trên TV ngày thứ mấy anh? Từ từ ngày thứ mấy anh? Cái gì? Cái chương trình của anh vào ngày thứ mấy anh? Thứ tư. Ngày thứ mấy anh? Ủa em gọi ở đâu vậy? Bữa nay là ngày thứ tư. Dạ. Thứ tư.
Dạ em ở Oregon. Thứ tư, dạ từ 7 từ 7 giờ tới 8 giờ giờ California. Dạ. Ok, cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Hello, dạ chúng tôi nghe đây. Dạ tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Hello, dạ từ 7 từ 7 giờ tới 8 giờ giờ California. Ông có thể đứng xa cái tivi hay là tắt tivi á, tại vì nó bị echo rất là khó nghe, tôi không nghe được nhé. Dạ, tắt rồi anh. Dạ, tôi tắt rồi nè. Hello. Dạ, dạ, ok. Dạ, tôi luật sư Liêm, tôi nghe ông đây. Dạ. À, dạ. Dạ, tôi muốn hỏi rồi. Làm sao là cái chỗ nhà tôi ở mà bây giờ đây, nó hư nhà, nó cửa, biết tôi ra ngồi ở đó. À, ngồi tôi muốn khách sạn khoảng 1.500.000. Nhưng mà bây giờ ra tòa đó, ra tòa là án nhỏ thì tòa nó có khoán cho, nó bắt tôi nhà phải trả 903 đồng. Nhưng mà hơn một tháng nó không trả thì tôi có thể làm gì ạ? Ok, ông đã gửi cái bản án cho cái người chủ nhà khi mà ra tòa đó, ông chủ nhà ông có ra không? Dạ có. Rồi sau khi có bản án rồi đó thì từ khi mà ông có cái bản án tới bây giờ là bao nhiêu ngày rồi? Dạ có, tôi quay cho tòa án nó gửi về ông... coi như 2 tháng rồi, tôi có gửi về okay. 903 đồng. Dạ. Lý do tôi hỏi như vậy đó là sau khi mà tòa ra cái phán quyết rồi đó, có cái bản án rồi đó, thì cái người mà bị can đó, tức là ông chủ nhà trong trường hợp này đó, ổng có 30 ngày để ổng kháng án. Do đó tôi mới hỏi cái thời gian là từ khi ông có bản án bây giờ là bao lâu là như vậy. Tại vì luật đó là ông thắng nha, họ thua. Nhưng mà nếu họ thua đó, họ có 30 ngày để họ kháng án lên tòa án cao hơn. Nha. Đó, bây giờ nếu mà đã qua 30 ngày rồi, thành ra cái thời hạn kháng án của họ đó đã qua rồi, thì coi như là cái bản án đó là cố định. Thì tôi khuyên đó là ông cho họ một cái cơ hội, yêu cầu cho họ trong vòng 10-15 ngày để họ trả tiền cái bản án đó. Còn nếu họ không trả đó, thì ông đó sẽ phải quay trở lại tòa. Ông sẽ xin nó gọi là cái abstract of judgment. Abstract of judgment, cái mẫu đơn nó gọi là abstract. Abstract là rút gọn đó. Abstract of judgment. Sau khi ông có cái abstract of judgment rồi đó, trong cái phần đó sẽ cho biết là cái tiền mà họ thiếu ông là 910 đồng gì đó. Và đồng thời ông có quyền cái tiền lời đó, cái interest đó, từ cái ngày mà tòa phán án đó, đó là mỗi là một năm đó, là 10%. Sau đó đó ông có thể đăng ký, tức là ông record cái abstract of judgment đó với lại cái sở địa bộ, tức là cái county recorder. Một khi ông đã đăng ký đó rồi thì nếu ông chủ nhà không trả tiền ông, trong tương lai cứ mỗi năm đó ông sẽ được 10% tiền lãi ở trên cái tiền thiếu. Và trong tương lai mà ông chủ nhà muốn bán đó, thì khi đó escrow á, bắt buộc đó, nó sẽ phải trích trong cái tiền bán của ông chủ nhà để trả tiền lãi dẫn vốn cho ông. Bởi vì nó sẽ phải clear, nó giống gọi là cái judge, cái đó nó gọi là cái judgment lien. Cái tôi vừa mới chỉ ông đó, nó gọi là ông làm cái gọi là cái judgment lien. Tức là ông sẽ lien vô cái nhà mà ông chủ nhà cho ông mướn. Thì cái đó rất là khổ tâm cho ông chủ nhà. Ok, một khi ông đã làm như vậy, bây giờ ông muốn trả ông lại tiền á, cũng tốn ông nhiều tiền lắm để mà ông remove cái judgment lien đó. Và đồng thời nó sẽ làm rất là bad cho cái credit của ông đó. Ông chủ nhà này không biết luật á, thành ra gọi là điếc không sợ súng đó, thành ra ông làm vậy là tầm bậy. Một khi ông làm cái đó đó là nó sẽ destroy cái credit của ông chủ nhà này. Thì trong tương lai ông muốn vay tiền mua nhà hay muốn dây tiền gì đó rất là khó khăn. Một khi ông đã có judgment và cái judgment nó được record rất là khó cho ông lắm. Ok. Ok, dạ cảm ơn ông nha. Dạ, cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ. Dạ, bye. Rồi, xin chào ông. Dạ. Hello, dạ quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-893-3264. Hello, dạ chúng tôi nghe đây. Luật sư, em muốn hỏi cái câu hỏi giống như là con em nó đang học, nó đang 21 tuổi. Dạ. Nó đang học mà nó được
giống như tiền, giống như là em low income á, nó cho con em là đóng cái tiền ít lợi mỗi một năm chỉ là đóng 4,000+ 5,000. Dạ. Cháu là lên học đại học phải không? Dạ, là học đại học. Dạ. Mà ba nếu là 34,000 một năm, nhưng mà em low income nó cho con em đóng lợi có khoảng 5,000 thôi, 4,000+ 5,000 một năm thôi. Dạ. Nó học hết năm đầu rồi, bắt đầu là vô năm thứ hai. Nhưng mà em có câu hỏi giống như là nếu mà chị em á ký tên mà sang căn nhà cho em đứng á, cái tiền học con em nó có bắt đóng thêm lên không? Lâu quá tụi con tụi nó lớn rồi, nó ra trường. Em phải coi lại trong cái mẫu đơn đó, khi để mà xin financial aid á, tức là trợ cấp về về học học bổng đó, thì nó có những cái câu hỏi, thì em phải coi lại trong những cái câu hỏi nó hỏi đó. Nó có hỏi lề về vấn đề là em có làm chủ hay là có những cái tài sản gì hay không. Ok. Nếu em coi lại, tôi không bao nhiêu chục năm rồi tôi không ấy. Nếu em coi lại trong cái mẫu đơn đó mà nó hỏi em về vấn đề khai báo về tài sản, thì yes, nếu có đó, thì cái việc mà em bây giờ làm chủ cái nhà đó, nó sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề xin financial aid của con em. Ok. Tại vì nếu mà nó có đó, điều đó có nghĩa rằng đó, em phải trong tương lai khi em xin mỗi năm đó, thì em phải điền cái phần đó vô. Mà khi em điền cái phần đó vô đó, tại vì trên thực tế đó, là khi hồi xưa đó em không có nhà, do đó mỗi tháng là em, một cái chi phí của em là em phải dùng để em trả cái tiền nhà. Bây giờ em có nhà rồi, đương nhiên đó, chẳng hạn một tháng, lấy thí dụ một tháng trong quá khứ em có thể phải trả 1,500-2,000 gì đó tiền nhà. Bây giờ em có cái nhà rồi thì đương nhiên mỗi tháng em đâu có phải mất cái tiền 1,500-2,000 tiền trả tiền nhà đó nữa đâu. Do đó em sẽ có dư tiền thừa thêm ra trong cái lợi tức của em. Và nếu em dư ra thì có thể ảnh hưởng tới cái việc mà con em được học bổng. Tuy nhiên á, như tôi nói đó, cái đầu tiên là em nên coi lại trong cái mẫu đơn xin financial aid của con em, để coi có những cái câu hỏi về vấn đề tài sản của em hay không nhé. Dạ. Nó có em hỏi, nhưng mà mình có là mình hiện tại thì mình không có cái gì hết. Dạ, tôi biết, nhưng mà trong tương lai em sẽ có, mà em có đó thì em khi em điền cái mẫu đơn trong tương lai đó thì nó có thể em có thì nó có thể ảnh hưởng chứ. Nhá. Em giữ giùm cho tôi, em mình giữ. Mình vẫn đóng tiền tháng, mỗi tháng tiền nhà mà. Chứ đâu phải là không có trả tiền nhà. Em vẫn đóng tiền nhà, nhưng bây giờ đó bà chị em cho em cái nhà. Không lẽ em đóng tiền nhà em trả cho chính em? Dạ. Yeah. Ok. Dạ. Yeah. Ok. Nhưng nếu mà em có hỏi 21 tuổi nó mới sống chung với mình thì bây giờ em coi tôi lặp đi lặp lại em coi cái mẫu đơn đó. Ok, tôi lâu quá tôi không có con tôi nó lớn rồi ra trường lâu lắm rồi, thành ra tôi lâu quá tôi không có dịp mà tôi coi lại để tôi nhớ. Ok. Dạ, cảm ơn dạ, em. Dạ. Dạ. Chào em. Đến đây khiến tôi phải tạm ngưng để đài chạy phần quảng cáo thương mại. Rồi quý vị chờ đến đường dây đó thì tiếp tục giữ đường dây điện thoại của mình. Chúng tôi tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị.